Nếu không phải nhân duyên kỳ diệu thì làm sao có chuyện một người con trai vô tình gặp cô gái rồi từ đó khai mạc yêu, thành bà xã thành chồng. Đôi khi, chúng ta cũng không biết được rằng người mà định mệnh sắp đặt sẵn cho xuất hiện bất bổng như thế nào đâu. Ngày nghỉ đi bắn nước mía dưới luôn được người con trai của cuộc đời. Thanh Tuyền 20 tuổi, là sinh viên Đại học Nguyễn Tất Thành. Cô đã chia sẻ những bức hình và câu chuyện tình yêu của ba mẹ 31 năm trước. Cũng giống như trong hàng loạt tình huống ngôn tình được sáng tác dậy, ba mẹ Tuyền quen nhau rồi yêu nhau cực kỳ ngẫu nhiên. Ba Tuyền tên Trần Hoài Ngọc, 53 tuổi làm kinh doanh. Mẹ cô Trương Thị Dung, nội trợ trong nhà. Thanh Tuyền kể, ba mẹ em cưới nhau vào năm 1988. Khi đó họ cưới sau khi quen biết được tầm 6 tháng thôi. Ba mẹ kể lại việc tại sao gặp được nhau, em lúc nào cũng phải thốt lên rằng duyên số kỳ diệu đến vậy. Khi đó, mẹ sống tại Lái Tiêu, Bình Dương, ba thì ở Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, nhưng lại công tác tận Bình Lợi, Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Mẹ là con út, ngày nghỉ học kém đến nhà cô bác ở Bình Lợi để chơi. Chỗ đó đối diện ngay nơi ba công tác. Vô tình có lần mẹ đứng bắn nước mía giùm cô thì gặp được ba. Ba vì một ly nước mía mà mê mẹ luôn đó. Khi ấy chắc mẹ còn trẻ, lại dễ thương nên ba thích ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ba mẹ Tuyền chụp trong một lần đi chơi khi còn yêu nhau. Đúng là chỉ cần đóng nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời. Ba của Tuyền mê mẩn cô bán hàng và luôn tìm cách để tán tỉnh. Chẳng bao lâu, cô gái dễ thương cũng nảy sinh tình cảm. Thanh Tuyền kể thêm, ba tán tỉnh nhiều lắm chấm dứt còn đòi chở mẹ về thế hệ được. Thật ra, hồi ấy mẹ dễ thương nên thậm chí có người mang cả trầu cao đến nhà xin cưới rồi. Nhưng mẹ không ưng nên chẳng chịu gật đầu. Sau đó một thời gian mẹ lại yêu đương ba nên những thanh niên khác không còn cơ hội nữa. Ba biết chuyện mẹ đang bị giòn quá ác rồi nên cũng lo lắm, về nhà tranh thủ là nói luôn với gia đình mang trầu cao đến để ngỏ lời với ông ngoại nhanh không người khác cướp mất. Nói vậy nhưng để cưới được cô gái hàng nước đâu dễ dàng gì. Ba của Tuyền đã phải dùng một cú lừa thế hệ đưa được mẹ về ra mắt, dẫn đến tình cảnh sự đã rồi nên đám cưới được xúc tiến sớm hơn. Hồi ấy, ba bảo rằng chở mẹ đi ăn rồi sẽ đưa mẹ về. Nghe vậy nên mẹ gật đầu đồng ý, đi ăn hẹn hò thì cũng đúng với người đang yêu mà. Tuy nhiên, ba đi ăn chấm dứt đèo mẹ một mạc từ Lái Tiêu về Hóc Môn để ông bà nội gặp mặt. Mà xe đạp đi đi lại lại như vậy khoảng cách xa lắm, mất nhiều thời gian. Hậu quả là ông ngoại đã la mẹ quá trời luôn ấy, Tuyền tiết lộ. Đúng là những thanh niên thế hệ trước, dám làm những điều mà người trẻ bây giờ ít ai thực hiện. Lừa người yêu để về nhà ra mắt thì thật sự bất ngờ quá đi thôi. Bức ảnh tuyệt đẹp của cô dâu chú rể. Bên ngoài nghiêm khắc bên trong kinh bà xã. Tuyền kể tiếp, quen nhau được 6 tháng là ba mẹ đã làm đám cưới rồi. Hồi đó, mẹ có sống mũi cao với hai má lúm đồng tiền nên nhiều người tán tỉnh lắm. Nhưng ai đến nhà mẹ cũng chạy ra ngoài cho thỏ ăn thôi. Ba thì bình kém, trước mẹ cũng có 1,2 mối tình thoáng qua nhưng chẳng đi đến đâu, chắc là chưa gặp mẹ. Bởi vậy, đám cưới của ba mẹ cũng được anh em ân cần nhiều lắm luôn. Đáng lẽ hai người không định cưới sớm đâu nhưng do ông ngoại bệnh nên phải tranh thủ. Ông ngoại ưng ba lắm nên đồng ý liền dù quen nhau chưa lâu. Mà ông ưng đúng lắm, đến bây giờ ba không hút thuốc, không cờ bạc hay rượu chè gì cả. Cưới nhau đã 31 năm, sinh được 4 người con nhưng tình cảm của ba mẹ Tuyền vẫn rất mặn nồng. Cuộc sống gia đình đôi khi cũng trải qua nhiều sóng gió nhưng chưa bao giờ họ chán nản hay buông tay nhau ra. Chính sự thấu hiểu, dần dần đoàn kết và quen dần với các điểm khác đã khiến mái ấm ý luôn hạnh phúc. Tuyền chia sẻ thêm, cưới về, ba mẹ thế hệ biết tính cách cả hai hoàn toàn trái ngược nhau. Đơn cử như chuyện ăn uống, mẹ thích ăn cay, thích dùng đồ nóng thật nóng. Ba thì ngược lại, không ăn được cay và thích đồ lạnh. Thế nhưng ba vẫn nhường nhịn mẹ, để mẹ nấu đồ ăn vẫn cho ớt vào. Thi thoảng ba ăn phải miếng ớt cay thấu trời xanh nhưng chẳng bực bội gì. Mẹ nấu ăn ngon lắm, ba vẫn kém khen ngợi. Bình kém, hai người cũng cãi nhau suốt luôn. Nhưng cãi thì cãi vậy chứ lúc sau lại làm hòa nhanh chóng. Ba bên ngoài cực kỳ nghiêm khắc nhưng bên trong lại kinh bà xã lắm. Chỉ cần mẹ giận là tối ba biết nhiệm vụ đấm bóp, xin lỗi. Bây giờ ngày nào ba cũng đấm bóp để mẹ đỡ đau mỏi. Mẹ ở nhà nội trợ nhưng sáng nào ba cũng dậy đi chợ mua đồ về.
có lẽ giúp được bà xã chút nào, cưng chiều được bà xã chút nào là ba đều làm hết. Những hình ảnh quý báu về đám cưới 31 năm trước. Hiện tại, ba mẹ Tuyền vẫn là một cặp đôi hạnh phúc, điển hình cho gia đình kiểu mẫu trong mắt các con. Với phiên bản thân Tuyền, cô cũng chỉ mong tương lai gặp được một người chồng như thế để thành lập gia đình êm ấm. Điều em thích nhất ở ba mẹ là dù cả hai có gì đó không hợp nhau nhưng vẫn luôn cân bằng, dung hòa mọi thứ. Có đôi khi căng thẳng đến mức tưởng chừng như ly dị nhưng họ đều bình tĩnh, suy xét lại tất cả mọi thứ rồi lại yêu như ngày đầu tiên. Ba mẹ hiện tại hơn 50 tuổi cả rồi nhưng vẫn luôn số nhau là bà xã, ông xã rất tình cảm. Đi ra ngoài lúc nào cũng anh em ngọt ngào. Đáng ái mộ lắm. Tuyền nói thêm. Gia đình của Tuyền khi thế hệ chỉ có hai chị em. Đúng là một câu chuyện nữa về tình yêu của thế hệ đi trước. Đôi khi, chỉ vì một cuộc gặp gỡ mà cuộc đời hai con người được gắn kết với nhau. Cuộc sống gia đình chẳng phải lúc nào cũng êm ấm, tươi đẹp. Cái chính là những người trong cuộc phải suy nghĩ và đương đầu thế nào để giữ được sự đầy đủ của tổ ấm đó.